Ok, hôm nay cùng mình đi bắt cá nào các bạn ơi. Ở cái mương thoát nước này có cá nha. Ui dồi, ai à, mình phát hiện ra có một con vịt này các bạn này. Ôi xịn nè, con vịt con nha. Con vịt quạc 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 ấy. À, dễ thương nha. Cá này các bạn, ở cái mương thoát nước này có rất là nhiều những loài cá đẹp nha. Các bạn ơi, đây con cá chép coi có cái màu vàng đây này. Đẹp nha. Đấy, vịt con này các bạn này. Ôi, vịt con quạc quạc ấy. Ồ, các bạn ơi, đây là cái thùng đựng cá của mình nha. Các bạn ơi. Ok, và bây giờ mình sẽ bắt cái bạn vịt kia trước này. Con vịt quạc quạc này xịn nè. Ôi, chíp 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 chíp. Ôi, dễ thương nhá. Ồ, xịn đi này. Đấy, mình bắt được một con vịt rồi nhá các bạn ơi. Ok, và bây giờ mình cũng bắt cá các bạn. Đấy, ok, ok. Ok, và bây giờ chúng ta cùng bắt cá nào các bạn ơi. Cái con cá vàng này các bạn này. Con cá vàng này thuộc loài cá koi nhá các bạn. À, cá koi vàng đây này. Có cái màu vàng luôn nhỉ. Ui, xịn luôn đi. Ok. Đấy, nào, vịt con mới cùng cá vàng đây. Ok. Ok, con dê luôn. Đấy các bạn ơi, con cá nhá, báo cá liên tục luôn các bạn. Đây này, ở cái vũng nước này các bạn này. Có cá nhá, đây này các bạn. Đấy, đây có con cá này này. Ui, con cá này là thuộc loài cá không kết vàng nhá. Đẹp đây này. Cá koi to lớn đây này. Ui, ui. Ai thật giả. Con cá koi này to bằng con mèo luôn đây này. À, ai giờ xịn luôn đấy chứ. Đấy các bạn ơi, mình bắt được hai con cá, ba con cá rồi các bạn. Ok. Ok rồi, xịn xóm nào. Ui, ui. Bên trên cái mương này vẫn còn cá mắc cạn các bạn này. Đây này, cá này các bạn này. Ơ, con vịt quạc quạc lên đây này. Ui ui, con vịt này. Ai ăn xịn đi. Ồ, ok. Đấy các bạn ơi, ở bên trên cái mương nước này có rất là nhiều những con cá bị mắc cạn nha các bạn ơi. Đấy, cá đây này. Con cá gì đây? Ui ui, đẹp đây này. Ai ra, con cá gì đây? Con cá này là con cá chép phụng đuôi dài đây này. Có cái màu vàng luôn đây này. Ai ra, xịn luôn, xịn luôn. Ok, đấy, cá chép phụng đuôi dài nha. Các bạn ơi, con cá có hai màu này, con cá chép coi nha. Có cái màu đỏ với màu trắng đây này. À, luôn đấy chứ. Ok, đấy các bạn ơi, mình bắt được 5 con cá rồi nha. Với một con vịt thì các bạn ơi. Ok, và mình sẽ đi dọc cái mương này các bạn ơi. Đi dọc theo cái mương này bắt cá tiếp nha các bạn. Ở cái mương này có cá nha. Có rất là nhiều những con cá đã bị mắc cạn các bạn ơi. Để con cá chép coi đi các bạn ơi. Con cá chép coi này có cái màu đỏ nữa này. Con cá chép coi này người rất là dài luôn đây này. Ui, xịn luôn đấy chứ. Đấy, ok, đẹp đây này. Có cái màu đỏ nữa nè, rất là rực rỡ luôn đấy. Ok, ok, con dê luôn. Đấy, các bạn ơi, mình bắt được 6 con cá rồi nha. Ok, ở đây con cá gì đây? Con cá này lớn đây này. Con cá này là con cá gáy nha các bạn. Các bạn ơi, cá gáy đi này. Cá gáy thuộc họ nhà cá chép nha các bạn ơi. Đấy, xịn không nào, to lớn này. Ok, ấy các bạn ơi, mình bắt được một thùng đựng cá đầy rồi đi này các bạn này. Rất là nhiều những con cá nha. Ôi, xịn luôn đấy chứ. Ok, mình sẽ đi men theo cái mương nước để bắt cá tiếp nha các bạn. Đây là con cá gì đây? Con cá này là con cá dọn bể này các bạn này. Đấy, hay thường gọi là cá tàu ngầm ấy. Con cá này xịn lắm nha. Như ở cái tàu bay lên trên bầu trời luôn. Xịn nho. Ấy, ok, con dê luôn. Ấy, mình bắt được một thùng cá rồi nha. Mình sẽ đi dọc men theo cái mương nước này để bắt cá tiếp nha các bạn ơi. Ok, đi nào bạn ơi. Đây, cá này các bạn này. Ui, ui. Ai chả, con cá này to lớn các bạn ơi. Con cá này các bạn này, con cá koi nha. Con cá koi này to lớn đấy này. À, nhưng mà mình ra muộn quá các bạn ơi. Con cá này nó bị tèo rồi nha các bạn. Rất là to lớn đấy này. Ui, 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 to thế. Bự nha. Con cá này có cái bụng màu cam cam luôn này. Đẹp đây này. Ui, ui. Bên trên cái mương này vẫn còn rất là nhiều cá chim với cá koi nha. Các bạn ơi, đây là con cá chép koi này, có cái màu đen, màu trắng, màu đỏ đây này. Rất là lớn luôn đấy nhỉ. Bự không nào? Siêu to khủng lồ luôn đấy nhỉ. Các bạn ơi, đấy, cá chép koi đấy, đẹp không? Đấy, xịn luôn nhỉ. Ô, ok à, ok à. Đẹp, một thùng đựng cá đầy rồi các bạn này. Ô kìa, con cá này, con cá trời im chim này các bạn này. Cá chim thuộc loài cá lức ngọt nha các bạn. Con cá chim này đẹp quá đây này. Ui, rồi bự nhỉ. Ai, ai chà chà. Ok ok. Rất là khỏe luôn nha. Ui. Ai ai hẳn hiểu rồi nha các bạn. Ok ok. Ai khỏe thế nhỉ. Rồi. Tới công chuyện là các bạn, con cá này rất là khỏe luôn nha. Đấy, cá chim các bạn ơi. Cá chim thuộc loài cá nước ngọt nha. Ok, con dê luôn. Đấy. Các bạn ơi, mình bắt được một thùng đựng cá rồi này. Mình sẽ đi men men theo cái tàu mương để bắt cá tiếp nha. Các bạn ơi, đây này, cá đây này. Báo cá liên tục luôn đi nhỉ. Con cá chép coi nhá. Hai con cá chép coi liền các bạn ơi. Đây, một con màu đỏ đây. Con màu đỏ đẹp đấy này. Con cá này có cái màu đỏ luôn đi nhỉ. Ai, cá chép coi đây các bạn. Đẹp không nào? Đấy, đẹp đây này. Ui, xịn luôn chứ. Ok. Đấy các bạn ơi, con cá này đẹp. Con cá coi này đẹp đấy các bạn ơi. Ok. Ok, đi nào bạn ơi. Mình sẽ đi. Đây con cá.
con cá màu vàng đẹp này. Đấy, mình sẽ đi men theo cái dòng mương này để bắt cá tiếp nhá các bạn. Ok, nét vô nào. Ô, ôi đây đây, cá đây này. Ui dùi, ai thật giả một ổ lên các bạn ơi. Một ổ cá đây này. Ui dùi, năm chú. Ôi, năm con cá các bạn ơi. Còn cá chép này, cá koi này. Các bạn ơi, con cá chép phụng đuôi dài này có cái màu cam cam trắng trắng này đẹp lên này. Đấy, xịn nhá. Ở đây con cá vàng này các bạn ơi. Cá vàng đây này. Ui con cá vàng này đẹp quá đây này. Đấy, nào. Xịn nhá. Cá vàng đây các bạn ơi. Ok, đây đây. Con cá nhá, con cá này là con cá chép có cái màu đỏ đây này. Ui con cá này mập thế, tròn tròn như con heo luôn. Ở đây đây. Đây con cá chép có cái màu đỏ lướt đây này các bạn này. Ui giời ui, xịn nhỏ. Đấy, đây con cá gì đây? Con cá này là con cá rô nha các bạn, con cá dấu rô phối phi đây này. Cá rô phi đây các bạn ơi, đẹp thế nào. Đấy, cá rô phi nhá. Cá rô phi đây các bạn. Ồ có cái màu tím mộng mơ luôn nhỉ. Đẹp đây. Ui ui. Xịn nè các bạn ơi. Mình bắt được một cái thùng đựng cá này rồi này các bạn này. Ok, let's go nào. Đi nào bạn ơi, mình chạy đi dọc cái mương nước này. Các bạn ơi, để bắt cá tiếp nhá. Ui ui. Rồi rồi, cái giả, ông chị này. Các bạn ơi, ở cái vũng nước các bạn ơi, ở cái vũng nước này này. Ồ, cái hố này các bạn ơi, ở cái không cái hố này có rất nhiều những con cá đây này. Ui ui, con cá này lớn đây này. Ui ui nhiều nhá. Một ổ này. Ui. Ơ kìa. Ai bắt cá đây? Ai con cá đẹp đây này. Ồ con cá koi các bạn ơi, rất là nhiều những con cá koi đây này. Con cá koi này đẹp quá đây này. Ui ui ui. Đấy, cá koi đi các bạn ơi, có cái màu cam đây này. Ui. Ai thật là khỏe thế. Ừ, con cá koi các bạn ơi, có cái người rất dài lên nhá. Ok, vẫn còn cá các bạn ơi. Cá liên tục luôn nhá. Con cá gì đây? Ô kìa, con cá chép koi này đẹp quá đây này. Có cái màu đỏ, cái màu đen các bạn ơi. Đấy, cá chép koi có hai màu đen đỏ các bạn ơi. Ui, xin đi. Ô các bạn ơi, mình bắt được một cái thùng đựng cá đầy rồi đây này các bạn này. Ok, ok con dê luôn. Ok, và bây giờ mình sẽ đem những con cá này mang về nha các bạn ơi. Mình sẽ quay lại quá trình thả những con cá này vào trong cái bể nuôi cá của mình cho các bạn xem sau nha các bạn ơi. Đấy, xịn không nào? Ok, let's go nào. Ok, let's go. Dính 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 dính. Thấy rồi nha các bạn ơi, có một cái chú rùa nha. Ai giờ xịn luôn, xịn lớn đấy chứ. Con rùa các bạn ơi. Ui ui. Ai giờ già, xem ra cái con rùa này đưa mình đi tìm cái con ếch kìa các bạn này. Thực ra là hai cái bạn này đang chơi đùa với nhau bên trong cái bụi cỏ này. Ui xịn luôn đấy chứ. Các bạn ơi, con rùa này. Con rùa này đẹp bên này. Con rùa này thuộc loài rùa vẽ đông nha các bạn. Rất là xịn luôn đấy. Ai giờ già, các bạn ơi, cái loài rùa vẽ đông rất là đẹp nha các bạn á, có cái bụng màu cam luôn nhỉ. Ơi xịn đi, có cái size nhỏ nhỏ xinh xinh nhỉ. Ok đấy, đẹp không nào. Ok đấy, vậy là mình đã tìm kiếm thêm được một chú rùa nữa rồi nhé các bạn. Ok, để rồi ếch thì các bạn này, con ếch kia thường gọi là con cóc đấy các bạn ơi. Đấy, con pà lông pong pong này đẹp lên này. Xịn không. Ôi đấy, đôi mắt này, con ếch thì có đôi mắt rất là đẹp luôn đi. Có cái màu vàng cát luôn nha các bạn. Ôi đẹp nhỉ. Ui xịn đi, dễ thương không nào. Đấy, vậy là mình đã bắt được một chú ếch với một chú rùa rồi nha các bạn. Ok, để mình coi thế nào. Ui ui, các bạn ơi, đi đi đi, ở cái hố nước này các bạn ơi, ở cái hố nước này nha. Có một cái chú ếch kia này. Ui xịn đi. Ai già già, con ếch kìa, ăn đẹp đấy. Ô, con ếch kìa có cái màu xinh xinh này đẹp quá. Ô, đẹp nhờ. Con ếch kìa các bạn ơi. Đấy, các bạn ơi, mình bắt được hai con ếch với một con rùa rồi nha. Ui ui, dễ thương không, đáng yêu không, cute nhau nha. Ok, bạn ơi đấy, cá đấy, ở cái vũng nước này có rất là nhiều những con cá koi nhá. 1, 2, 3, 4 con nhá, các bạn, cá koi bướm nhá. Wow. Cá koi thì là các rồi rồi, thấy không chị này. Có rất là nhiều loài nhá, cá koi đấy, có rất là nhiều loài nhá. Đây này, con cá koi bướm đây này, đẹp đây này. Ái, à, chạy nhà xịn xò luôn. Đấy các bạn ơi, mình rất là thích cá koi bướm nhá. Bởi vì là cá koi bướm nó có cái vây rất là dài đấy các bạn ơi. Wow. Đẹp, đẹp nhá, đẹp như con bướm bay trên bầu trời luôn ấy. Ok, rồi mình bắt được một con cá rồi nhá. À, mình đang dùng cái công cụ hỗ trợ là cái vợt màu xanh này nha. Bắt cá bằng vợt nó sẽ dễ dàng hơn nha mấy bạn ơi. Đấy, xịn luôn. Ok, đấy mình bắt được hai con cá koi bướm rồi nha các bạn. Một con đỏ màu đỏ với một con màu vàng nha. Xịn luôn, hai con này quá đẹp luôn. Ok, quá xịn nha. Ok, ui con này đẹp quá này, có cái màu đỏ luôn này. Con nhá, báo cá nhá, báo cá nhá. Còn con đây này, con này có cái màu cam đây này. Ui dồi ôi, xịn này, to này. Ui dồi nó bự thế nhở. Đấy, cá koi bướm đấy các bạn. Ai chà chà, này mình thu thập thêm được 3 con cá koi bướm nữa rồi các bạn. Các bạn đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh, một like video nha. Ok, let's go bạn ơi, đi nào. Chúng ta sẽ đem con cá này mang về nha. Let's go. Ấy bạn ơi, đây này. Hôm nay mình bắt được rất là nhiều những con cá và rất là nhiều những loài cá khác nhau nha. Bây giờ mình sẽ quay lại quá trình thả những con cá này vào trong cái bể.
nuôi cá của mình nhá. Đây là cái khu nuôi cá của mình nha các bạn ơi. Đây cái bể cá đây này, có rất là nhiều những con cá đẹp nha. Đây, đây, đây. Đây là cái ngôi nhà cho con mèo nó ở đấy các bạn. Con mèo này được việc lắm nhá, rất là thích đi bắt cá của mình đấy. Con mèo này xinh lắm nhá. Con mèo lai lông xù nhá các bạn. Ai à, con gì đây? Ui ui, con này là con nhện nhá các bạn. Con nhện siêu to khổng lồ đây này, con nhện quái vật luôn đây, bự đây. Ok rồi, chúng ta đi thả cá nào các bạn ơi. Đấy rồi, bây giờ chúng ta thả cá nhá. Đây các bạn, đây là cái bể nuôi cá của mình nhá, rất là nhiều những con cá đẹp nhá. Nói nhớ nhớ cá chép coi kìa, cá chim, cá gáy, cá rất là nhiều những loại cá các bạn ơi. Ok đây là các bạn, một thùng đựng cá đầy tràn 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 luôn. Ok xịn xò con bò luôn. Ok rất là xịn xò con bò đây các bạn ơi. Đấy, con cá coi này to lớn đây này, bự nhà bự nhà. Ui giời, nó to này, nó to như vầy cơ mà. Nó to như vầy thì nữa làm sao được. Rồi con cá coi có cái màu vàng này, rất là nhiều cá coi các bạn, rất là nhiều cá coi nhá. Đấy cá coi đấy, đẹp không, rất là nhiều màu luôn đấy nhỉ. Đấy ok, cá coi thực là cá cảnh siêu to khổng lồ các bạn đây. Con cá coi đây này, con cá coi này đặc biệt là nó không có vảy các bạn ơi. Đấy, cái loài cá không có vảy nó mới xịn xò con bò luôn chứ. Xịn xò luôn, cá không có vảy luôn đấy. Ok đấy. Ồ còn nhiều nhá, còn rất là nhiều những con cá các bạn ơi. À, kia ai à, rồi con cá chê này. Chà, con cá chê đây các bạn. Cá chê thuộc bộ cá da trơn nha, cho nên là cá chê nó cũng không có vẻ luôn đấy các bạn. Đây này, trơn thừa loài luôn nhá. Ok. Ok, đấy anh. Ai con cá chê này có cái bộ râu như râu con rồng bay trên bầu trời luôn. Okay. Rồi, xịn luôn, xịn luôn. Oh my god. Oh my god, oh my god. Ôi trời. Xịn rồi. Ok. Đấy, các bạn ơi. Đấy, mình sẽ thả lên nhá. Đấy các bạn. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ thả tiếp nhá. Còn nhiều nhá. Còn rất là nhiều những con cá các bạn. Đây con cá màu đen này này. Con cá màu đen này to lớn đấy này, con cá màu đen này là con cá rubicoi nhá. Đấy, rubicoi đấy, bự nhá. Ui, to đùng luôn, siêu to khổng lồ luôn. Ok, con nhá, báo cá liên tục luôn. Đây con cá chép coi có cái màu đỏ đây này. Đấy, con cá này rực rỡ lắm đây này. Có cái người dài dài đấy. Cái chép coi thường nó sẽ có cái người rất là dài như vậy các bạn. Còn nhá, còn rất là nhiều những con cá nhỏ các bạn ơi. À đây con cá chép này, con cá chép này có cái đầu tròn tròn như con heo này, như con heo đất luôn. Ok, đấy cá chép đây này. Ok, và bây giờ những con cá nhỏ các bạn ơi. Mình sẽ thả vào cái bể nhỏ nhá. Đấy, đây là con cá lớn này, thả về lớn này. Còn rất là nhiều những con cá nhỏ nhỏ các bạn, những con cá mà có cái size mini này, nhỏ nhỏ xinh xinh này thì mình sẽ thả vào cái bể thủy tinh này nhá. Cái bể kính thủy tinh này. Bây giờ mình sẽ bơm nước nhá. Đang bơm nước vào để mình thả cá đấy các bạn ơi. Ok, đấy, các bạn ơi. Nước đã đầy nhá. Rồi đây là cái bể nữa này. Đấy, hai cái bể con nhá, hai cái bể mini này. Ok, nước đầy rồi nhá. Bây giờ mình thả cá nào. Đây bạn ơi, rất là nhiều những con cá coi này, con cá coi này có cái size nhỏ nhỏ xinh xinh này. Đấy, đẹp ấy, một con nha. Đấy. Ok, các bạn thấy mình có cái bể nuôi cá mini này có xinh không nào? Rất là xịn xò con bò luôn. Ok, các bạn đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh, một like video nhá. Ok, đấy, mình thả hết vào đây nhá. Rồi mình sẽ đi tìm kiếm thú cưng nữa nha mấy bạn ơi. Ok, ok luôn đúng không nhỉ? Con nhá. Đây còn rất là nhiều những con cá hồng kết vàng này. Cái loài cá hồng kết vàng cũng thuộc loài cá cảnh nha các bạn. Nó có cái màu vàng luôn nha. Rất là đẹp, rực rỡ luôn ấy. Đấy, hai con cá hồng kết vàng nha. Hồng kết vàng chứ không phải hồng kết sắt nha các bạn. Ok, con cá này, con cá chép phụng này. Cá chép phụng đuôi dài nha. Đấy, xịn luôn. Ôi, 2, 4, 5, 6, 7 con. Đấy, những con cá nhỏ thì mình sẽ thả vào bể nhỏ nha. Ok. Đấy, các bạn ơi. Đấy, mình thả hết đây rồi nha. Rồi, chúng ta bây giờ đi tìm kiếm thú cưng nữa nha. Mấy bạn ơi. Ok. Các con vật nha các bạn. Để con rùa nha. Ui, rùi, ui. Đùa nha các bạn ơi, không đùa nha, không đùa nha, bắt thật nha, to lớn nha, bự nha, bự nha. rồi, con rùa này thuộc loài rùa common nha mấy bạn, rùa common là có cái size siêu to khổng lồ đây này, rùa common slipping các bạn ơi, bự nha, ui rùi ui, to nha, to lớn đi này, rùa common hay thường gọi là rùa common cá sấu nha mấy bạn ơi, à, con rùa này cũng rất là đánh đá đấy các bạn, rồi rồi các bạn ơi, mình nghe tiếng có con tắc kè nha, tắc kè tắc kè tắc kè đi. Tắc kê. Đây này các bạn ơi, mình nghe tiếng rồi nha. Quanh quanh khu vườn nhà mình các bạn ơi. Đây này. Ui ui. Ai con mèo nó tìm thấy con tắc kè các bạn ơi. Ở bên trong cái hũ này này. Ở bên trong cái hũ vàng này có một con tắc kè nha. Đây tắc kè này. Ui giời xịn luôn, xịn luôn. Thấy rồi nha, đây này. Ai chà chà. Xem ra cái con tắc kè này cái gì đây này. Tắc kè. Đây các bạn ơi. Ok. Thỏ đấy. Thỏ ngoài ăn cái củ cà rốt ra thì nó rất là thích ăn rau với cỏ các bạn ơi. Đây này, nó ăn cây rau đây này. Con thỏ này có rất là nhiều màu luôn nha.
đẹp đây này, ui xịn luôn. Con thỏ này đẹp quá. Bây giờ mình sẽ bắt con thỏ này lại nhá. Bây giờ mình sẽ mang về mình cho nó ăn cho các bạn xem này. Đẹp lắm nhá. Con thỏ này xinh như này. Ui cute đấy nhá, đáng yêu đấy nhá. Dễ thương nhá. Ok đi. Ui xịn luôn. Ok các bạn, đây này. Ồ bây giờ mình đang cho thỏ ăn đây các bạn ơi. Mèo lông xù kìa, thỏ kìa. Đây này các bạn. Ui xinh nhờ. Đi. Ui dễ thương đấy nhờ. Đây đáng yêu nha, thỏ các bạn ơi. Các bạn đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh nha. Đấy, mình đang cho chuột với thỏ ăn các bạn. Đây là con thỏ có 2-3 màu sắc đi này. Rất là đẹp luôn đây. Thỏ đang ăn rau đây các bạn. Ui, ai chà chà, yêu thế nhờ. Hợi cu tê đấy các bạn. Ok. Ở đây này, thỏ đang ăn rau muống các bạn ơi. Ăn rau ăn cỏ nha. Đấy, loài thỏ là loài động vật rất là dễ thương luôn các bạn. Nó ngoài ăn cái củ cà rốt với củ cải ra thì nó rất là thích ăn rau với cỏ các bạn ơi. Đấy, rau muống này, rau lang này, rất là nhiều loại rau các bạn ơi. Đấy, ôi này nó đang ăn rau muống này. Rồi, ăn đi. Ăn nhiều vào thì nó mới xinh. Ui dù ui, ăn kìa. Xịn thế nhờ. Rồi, ăn kìa. Ai chà chà. Ô kìa. Ấy. Rồi. Nhâm. Ui dù xịn thò nhờ. Các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Đấy, thỏ đấy các bạn. Đấy, rất là nhiều những con thỏ lông ngắn này, thỏ lông dài này các bạn này. Rồi có cả chuột lang nữa nha các bạn. Ok. Đấy. Ồ, cu tê đấy nhờ. Rồi. Ấy, con mèo. Ơ kìa. Con mèo vào trong nhà thì kìa. Ấy, cái ngôi nhà bằng gỗ kia là ngôi nhà cho mèo các bạn ơi. Ấy, xịn luôn. Ok. Rồi, đây là con chuột đây này. Ăn nha các bạn cùng quan sát nha. Đấy, cá đang ăn các bạn. Ồ kìa. Cá koi kìa, cá chép kìa. Cá hồng kết vàng, cá chim. Và rất là nhiều những loài cá đang ăn cám đấy các bạn ơi. Ăn rất là khỏe luôn nhá. Mình sẽ cho ăn tiếp nha các bạn ơi. Ấy, ăn khỏe lắm nhá. Chiêu. Cá đang ăn cám đấy các bạn. Ok. Để các bạn này. Oh my god! Wow! Đấy, vì con đang bơi cùng cá vàng các bạn ơi. Vì con cá vàng bơi kìa. Đấy, xịn luôn. Ôi, chà chà các bạn ơi, đi này. Oh my god! Con này là con rùa nha các bạn. Wow! Đi hợp đây này, con rùa này có cái mai màu xanh luôn nhỉ. Đấy, đi hợp nhờ, có cái mai màu xanh ấy. À, xịn nhỉ, con rùa nha các bạn. Ok, để mình coi xem nào. Rồi. Vẫn còn nha các bạn ơi. Ui. Ôi, chà chà, con này con rùa này các bạn ơi, con rùa này đẹp đấy này. Có cái người tròn tròn, có cái mai tròn tròn như quả bóng đá luôn. Ui, xịn xò nhá các bạn ơi. Đấy. À đây con rùa nhá các bạn. Con rùa chứ không phải con ba ba nhá. Đấy, con rùa này đẹp đấy này. Đấy, xịn á. Ok. À bây giờ chúng mình sẽ đi bắt cá chê nhá các bạn ơi. Hôm nay mình chơi lớn luôn nhá. À, dọn bể bắt cá dọn xong luôn. Cái bể cá chê của mình nhá các bạn. Ui giời, phải nói là có mấy nghìn con cá chê luôn các bạn. Mấy nghìn con luôn, con rất nhiều luôn nhá. Đây. Con rùa này các bạn ạ. Con rùa này thuộc loài rùa common nha các bạn. Rất là to luôn nha. Ok nhá. Ái chà chà, còn có rất là nhiều những loài cá lớn các bạn nhé, không phải cá chê đâu nha. Đây các bạn ơi. Con nha. Đấy. À, cá koi nữa kìa. À, cá koi đâu? Con cá chép lai koi nha. Rồi, còn rất nhiều cá các bạn đấy. Con cá chép lai koi này có màu đỏ này. Rực rỡ nhờ. Ok. Cá chép lai koi có cái màu đỏ rất là rực rỡ luôn các bạn ơi. Ấy, cá chép lai koi đấy. Có cái màu đỏ luôn nhá. Ô sơ cây đấy. Xin xóa con bò không các bạn ơi. Rồi vẫn còn rất nhiều điểm. Ui. Cá chê các bạn. Xịn nhờ. Các bạn ơi. Đấy. À, bây giờ mình sẽ dẹp hết những cây bèo tây các bạn ơi. Rồi mình sẽ bơm nước vào cho cá nó thở nhá. Đây bèo hơi nhiều các bạn ơi. Đây này. Đấy. Bèo hơi nhiều nhá. Đây. Có cả cá lóc các bạn ơi. Cá lóc, cá chuối đây. Đây này, con cá chuối đây này các bạn này. Đấy. Cá chê rất nhiều luôn. Cá chê thuộc bộ cá da trơn nhá. Đây là bắt cá chê nó rất là thích luôn nha các bạn. Đấy con cá gì đây? Ok kìa. Con cá này là con cá rô nha các bạn. Đấy xịn kìa. Ai à, nhỏ bơi giỏi thế. Ở đây các bạn, cá rô nha. Đấy, cá rô thuộc loài cá tạp nha các bạn. Nó có cái size nhỏ như vậy nhá. À, xịn to nhỏ. Ok. Đấy các bạn ơi. À, mình bắt được rất là nhiều luôn nha các bạn. Đấy. Ui. Rất là nhiều các bạn. Bây giờ mình sẽ dọn sạch cái này lên nhá. Đây con cá chuối này. Con cá chuối này. Cá chuối thì gọi là cá lóc các bạn. À, bắt hơi khó một chút các bạn, nó trơn nhỉ. Đây này. Ui nhiều nhờ. À, vẫn còn các bạn ơi, vẫn còn rất nhiều nhỉ. Đây các bạn ơi, cá chuối vây xanh nha các bạn. Cá chuối đồng vây xanh nhá. Đấy. Rồi vẫn còn nhá. Ok. Đấy các bạn, nhiều thấy nhiều cá chê không nào. Đấy, mình tìm kiếm và thu thập được rất là nhiều cá chê. Và đây là cái bộ sưu tập cá chê của mình nhá các bạn. Ui sự khó phát bò. Rất là nhiều luôn các bạn ơi. Các bạn đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh, một like video nhá. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Ok cây. Đấy các bạn thấy nhiều cá không nào. Rất là nhiều cá và bây giờ mình sẽ bơm nước vào nhá. Mình bơm nước vào sau khi dọn sạch bể đấy các bạn. Đây, cái bể sạch rồi nhá, còn mỗi mình cá thôi. Còn rất là nhiều cá các bạn, bây giờ mình sẽ bơm nước vào nhá.
Đấy, khi nào mà nước đầy mình sẽ quay lại cho các bạn xem cá nó bơi lội nhá. Ok. Ok luôn. Đấy các bạn ơi, nước đã đầy rồi nhá. Để ấy. Ui giời ơi. Rất là nhiều con cá chê các bạn ơi. Ok, và bây giờ bọn mình sẽ đi tìm kiếm thú cưng đi nhá các bạn ơi. Rồi, let's go bạn ơi. Đi nào bạn ơi. Ok, mình sẽ ra cái ruộng khoai mon này nhá. Khoai mon này các bạn, để tìm kiếm thú cưng nhá các bạn ơi. Ok, let's go nào. Đi nào bạn ơi. Để mình xem. Ui. Con rùa đó các bạn ơi. Con rùa với một con ếch nha. Thấy con rùa các bạn ơi. Chào con bò luôn nha. Bò xem nào, dưới cái nớp à, dưới cái nớp bèo các bạn á. Có con ếch này. Đấy, xịn này. Con ếch này là con ếch đột biến nha. Con ếch hay thường gọi là con phong đấy các bạn. Ok, một con ếch rồi nha. Rồi, để mình coi xem nào. Vẫn còn à. Vẫn còn nhá. Đây để các bạn cho một chút bèo đây cho ếch nó nhảy ra ngoài nha. Rồi đây các bạn ơi. Đây con rùa đây này các bạn. Con rùa này xịn thế này. Rồi, vẫn còn nhá. Đây con ếch này các bạn này. Con ếch này là con ếch có cái màu vàng các bạn ơi, màu xám vàng đây này. Rất là đẹp luôn. Đấy, xịn không? Rất là xịn luôn rồi các bạn. Ồ vào đây con ếch kìa đẹp quá, có cái màu xám vàng này các bạn này. Rồi. Ok. Đấy bạn ơi. Đấy. Ui giời xịn xò không? Mình bắt được rất là nhiều rồi nha. Đấy có con này là con rùa nha các bạn. Con rùa này thuộc ngoài rùa thì đây có cái mai màu vàng kìa. Đẹp nha. Con rùa này có cái mai màu vàng luôn nha các bạn. Đấy con rùa này. À xịn nha, con rùa này thuộc loài rùa thì đây. Đấy xem nào. Rồi kìa. Ơ kìa. Đấy ra. Con rùa này thuộc loài rùa tai đỏ nha các bạn. À xịn xò con bò đây rồi. Đấy. Người con rùa là thứ nhất là nhờ bùn đất các bạn. À, mình sẽ tắm cho nó cái này. Đấy, rùa tai đỏ nha. Hello các bạn rùa nhá. Ui giời xịn xò thế nhá. Cần giờ ưa rùa hèn rùa đấy các bạn. Rất là chất chơi người rơi luôn. Ok, đấy các bạn ơi. Đấy, u đẹp nha. Dễ thương không? Đấy, rùa thuộc loài động vật rất là dễ thương đấy các bạn ơi. Các bạn đừng quên cho mình xin một like nha. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Ok, và bây giờ bọn mình sẽ đi tìm kiếm thú cưng nhá các bạn ơi. Ok. Đấy, con ếch kìa đẹp đây này. Rồi, và bây giờ bọn mình đi bắt cá luôn nhá các bạn ơi. Đi bắt cá nhá. Rồi, let's go bạn ơi. Chúng ta đi nào các bạn ơi. Ok. Bạn ơi, vừa mới có cơn mưa nhá. Có rất là nhiều những con cá nó tràn từ trên cái ao hồ xuống đấy các bạn. Rồi, mình coi nào. Dù như nó to nhá. Con cá chim các bạn ơi. Cá chim đây này. Cái trái này hả? Cá chim các bạn. To lớn nhá. Cái trái này hả? Nó to bằng 3-4 cái bàn tay luôn các bạn ơi. Không đùa nhá. Bắt cá thêm rồi. Rất là lớn luôn các bạn. Chứ to khổng lồ luôn. Ok. Rồi để mình coi xem nào. Đấy. Ba. Hai con rồi các bạn, một con cá rô với một con cá chim rồi nhá. Rồi để mình coi xem là còn những ngoài cá gì nữa nào các bạn. Kìa. Một ổ luôn các bạn ơi. Đây. Thật chà, con cá gì có cái bộ vỏ ở đây. Đẹp nhá, thực sự đây này. Con cá này là con cá gì đây? Con cá này là con cá ba đuôi nhá. À, có cái cần xóm như con heo luôn này. Cá ba đuôi các bạn. Xịn xò con bò đấy nhờ. Rồi con cá ba đuôi có màu đen đây này. Màu đen vàng luôn kìa. Ui xịn nhờ. Đấy. Và vẫn còn nhá. Đây rồi. Đấy già. Xịn xò con bò đấy này. Có cái màu đỏ này các bạn này. Cá ba đuôi đây. Cái là loài cá ba đuôi rất là đẹp luôn các bạn. Có cái bụng tròn tròn như con heo luôn. Ok let go vào đây. Chúng ta bây giờ đi tìm kiếm thú cưng nhá các bạn. Rồi đi nào bạn ơi. Ok. Ô bạn ơi. Ui. Chà. Con này là con ếch đấy các bạn ơi. À, con ếch Bắc Man nha. Ui. Ai chà lộc ếch Bắc Man đấy các bạn. À, có cái màu xanh luôn nha. À, đẹp đấy nhờ. Dễ thương đấy. Con ếch này đẹp đấy. Lành lắm nha các bạn. Ui. Xinh không? Ê kìa. Đẹp không? Ếch Bắc Man cứ mở rất là đẹp luôn các bạn ơi. Đấy. Bây giờ mình sẽ cho con ếch lên tay mình cho các bạn xem nha. Đây này. Ở trên lưng nó có cái màu xanh. Còn ở dưới bụng nó có cái màu vàng các bạn này. Rất đẹp. Còn đây là con ốc sên này. Còn đây ốc sên này mà xịn này. Ốc sên nhá. Ốc sên đấy các bạn, ốc sên thuộc loài ốc rất là lành luôn nhá. Nó nguyên ăn cái rêu xanh ở bờ tường các bạn. Đấy, cho nên rất là dễ nuôi các bạn ơi. Đấy, xịn xò con bò không các bạn ơi. Các bạn đừng quên cho mình xin một like nhá. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều lần. Đây, con này là con ốc sên ở đây này các bạn này. Đấy, con ốc sên này đẹp đây này. Đấy, xịn là rất là nhiều màu sắc luôn các bạn. Ốc sên này rất là nhiều màu nhá. Đấy, con này này, đấy, cái râu bộ râu đây. Đấy, cái râu của nó đây. Xịn nhá. Ok, đấy, đẹp không các bạn ơi. Rất là xịn xò luôn nhá các bạn ơi. Ui. Ái chà, xịn xò đây này, con cua nha các bạn. Con cua đẹp đây này, có màu đỏ luôn nhá. Rồi, xịn nhá. Đấy, với này một con ếch các bạn ơi. Con ếch này là con ếch ươm nhá. Ếch ươm nha các bạn. Nó có cái màu vàng luôn này. Ui, xịn nhá. Đấy, ếch ươm nha các bạn ơi. Đấy, xịn xò không nào.
Rồi ở đây mình có con cua này mới gọi là đẹp thế này. Cái già già, con cá sấu nha các bạn. Ui xịn đi. Cá sấu thuộc loài cá săn mồi nha các bạn. Con cá sấu này có cái màu vằn vằn như con rắn luôn đây này. Ok và bây giờ chúng ta cùng bắt con cá sấu này nha. Ôi xịn luôn, chơi luôn, chắc chơi khỏi bán luôn. Ok, xịn sáu con bò luôn. Ok, đây chậm rồi các bạn. Sáu nha, rồi. Ok, rồi. Ui. Chà, đấy các bạn ơi, cá sấu ấy đánh đá lắm nhá. Nó rất là đánh đá cá cây các bạn. Ok. Rồi, bắt. Rồi, bắt thật nhá, không đùa nhá. Ok, rồi, bắt thật nhá. Rồi, cá sấu ấy các bạn.